TV á thì cái mức dưới này nó trên nhau không quá 15%, có nghĩa là nó gần như nó thẳng nhau như vậy. Như vậy khoảng 3 nhịp như vậy là đẹp. Thì sau đó mình sẽ có hai cách đo VC. Cách thứ nhất á là cái này, thì ở cuối thì thở ra nhẹ nhàng như vậy, bắt đầu mình đã bình nhân hít vào từ từ hít vào tới đây hết sức rồi á, bắt đầu thổi ra. Đó, cách thứ nhất. Cách thứ hai cũng tiếp tục 3 nhịp nhẹ nhàng. Đó, xong bắt đầu tiếp tục, sau khi mà thở hết, hít vào nhẹ nhàng, bắt đầu thở ra. Sau hít vào. Kết thúc. Thì như vậy á, cái khoảng mà mình thở ra hết sức như vậy á thì nó gọi là EVC, nghĩa là VC mà mình thu bằng cách thở ra. Còn cái này á là IVC, có nghĩa là VC mà mình thu bằng cách hít vào. Thì ở bệnh viện mình đang dùng cách nào mọi biết không? ABC. Cái này nè. Tại vì ở giữa hai cách này á thì mình đều thu được cùng một chỉ số hết. Nhưng mà cái cách này dễ hơn. Cách này dễ hơn. Là tại vì mình hít, khi mà mình hít vào hết sức vào cái đà rồi mình thổi ra. Dễ hơn. Là một. Với thứ hai á là cái bệnh nhân của mình á thường là gặp trục trặc ở cái thì thở ra nhiều hơn. Tại hen COPD mà. Cho nên là á giữa hai cái nhịp á, giữa hai cái thì á, thì cái thì hít vào nó dễ lắm. Hít vào để tới đây dễ lắm. Nhưng mà để thở ra tới cuối cùng rất là khó. Mấy cái ông COPD á, ông thở tới 15 giây còn chưa ra hết. Tại vì cái đường thở tắc nghẽn á. Cho nên là thở hoài vẫn thở được. Cho nên á là với cái phương pháp này á thì khi mà ông thở hoài mà mình thấy mệt quá rồi á thì mình cho ông hít vào mình kết thúc được. Còn bây giờ bên này đi. Mình thấy ông thở hoài chưa thấy ra hết, rồi bây giờ bắt ông hít tới đà nữa là ông hết sức rồi đó. Đó là lý do tại sao mà mình sẽ ưu tiên mình dùng cái phương pháp bên này hơn. Như vậy thì mình sẽ dùng cái nghiệm pháp này là nghiệm pháp EVC để mình đo được cái VC. Còn với một cái người thanh niên khỏe mạnh đó thì hai cách này như nhau. Mình đo cái này cũng được hết. Đó là cái nghiệm pháp sống chậm. Thì thật ra em thấy là nếu mà guideline nó thì mình nên đo khoảng 2 lần trước thuốc. Ở đây mình làm một lần đúng không? Ở đây là mình chỉ lấy được một lần thôi. Nhưng mà một lần thì mọi người sẽ thấy hầu hết các kết quả của mình đó, cái VC mà mình đo được á, nó thấp hơn cái FVC. Tại vì bệnh nhân chưa có quen lần đầu tiên đâu. Mà thực tế là VC lúc nào cũng phải lớn hơn bằng FVC. Không bao giờ VC nhỏ hơn FVC hết. Đó là tại vì mình chỉ đo có một lần VC thôi. Cho nên là để mà cái VC này mà đạt á thì mình sẽ phải cần hai cái bình nguyên. Nha. Chỗ này lên bình nguyên này. Hít thở xong đạt. Này tối đa. Cái bình nguyên chứng tỏ là bệnh nhân đạt tối đa rồi. Ha? Chứ đừng có lên chỗ này xong cái xuống liền nó nhỏ hắt à. Là chưa đạt. Bệnh nhân còn lên được. Đó như vậy bệnh nhân hít từ từ lên. Bắt đầu chỗ này hơi ngập ngừng chút xíu, mình thấy hơi có bình nguyên rồi, bắt đầu thở ra. Đó qua dưới là có bình nguyên này rồi các bạn. Như vậy cái bình nguyên nó chứng tỏ là bệnh nhân đã hít vào hết sức và thở ra hết sức rồi. Còn nếu mà chưa có bình nguyên thì nó vẫn còn. Thì thông thường á mình hay làm sớm thì là lên chưa hết gì hết thì mình thở ra rồi. Mà thở ra chưa hết thì kết. Như vậy cái khoảng VC nó nhỏ. VC thì nhỏ lắm. Và như vậy nó sẽ bị giảm dễ nha. Thì cái mẫu số mà nó giảm á thì hai cái chỉ số kia nó tăng lên. FVC1 chia cho FVC, FVC1 chia FVC thì tăng lên. Tại vì cái mẫu nó nhỏ lại thì cái phân số nó cao lên. Nha. Như vậy á, cái VC này á, tên nó là dung tích sống. Cái chữ vital á, trong chữ V á, nó là vital sign, nó là sinh hiệu á. Sinh hiệu mình có mạch huyết áp, nhịp thở, nhịp độ đó. Là nó là dấu hiệu sống còn á. Như vậy thì họ thấy rằng là cái VC này nó có liên quan trực tiếp đến sống còn. Ai mà VC quá nhỏ là sắp chết rồi đó. VC dưới 500 là tiên lượng sống còn có mấy năm, 3 đến 5 năm. Đó là tại sao mình đặt cái chữ là vital capacity. Nha. Là dung tích sống nhưng mình là sống còn đó. Và như vậy thì cái VC này nó sẽ giảm. Sau khi mình tới tuổi trưởng thành rồi á, khoảng 20 tuổi á, thì nó sẽ giảm dần cái thời gian. Sinh lý bình thường không bệnh chứ, nó cũng giảm. Mỗi năm nó giảm khoảng 25-30 ml. Nó giảm dần rồi tới lúc già. Và cái chỉ số nó cũng rất là hay, đó là cái IC hồi nãy có nói. Thì như vậy á,
IC này á mình chỉ thu được khi nào mà mình đo được ba cái gì bình thường này. Để mình lấy được cái vùng này, lấy được cái thể tích dung tích cặn cơ năng này cho đạt. Thì với việc mà mình lấy được cái dung tích cặn cơ năng đạt đó thì máy nó mới tính được cái IC này. Còn bây giờ mình cứ thiết vào thở lấy và thở ra rất là bự như vậy á thì như vậy IC nó sai. Thì cái IC này á nó là cái khoảng mà bệnh nhân COPD sẽ dùng tới khi gắng sức. Nó có cái điểm hơi này hơi hơi sâu xíu, mới thêm chút xíu cái này đó. Là ý lý ý nghĩa của IC là gì, là IC nó sẽ cộng với lại các cái IC ha, IC cho này nè, nó cộng với lại cái dung tích cặn cơ năng này nè để bằng tổng cái phổi của mình. Thì như vậy á, một cái người mà tắc nghẽn nhiều á, mấy ông COPD hoặc hen suyễn mà tắc nghẽn nhiều á thì nó bị ứ khí nhiều trong phổi, ứ khí nhiều như vậy là cái màu đỏ ấy, cái màu tím nó cao đó, và cái IC nó sẽ hẹp lại. Và sau khi mà mình phun thuốc giãn phế quản vào á thì cái khí ứ khí nó giảm xuống và IC nó bự ra. Có nhiều trường hợp á mình đo hô hấp mình phun thuốc giãn phế quản á không đáp ứng gì hết trơn, giống nhau gì hết, trước thuốc sau thuốc, nhưng mà triệu chứng bệnh nhân vẫn cải thiện là tại vì nó cải thiện qua cái IC á, bệnh nhân bớt ứ khí mà mình không đo IC mình không biết đâu. Nên nhiều khi tự nhiên đo hô hấp xong bác sĩ thấy cái hô hấp này âm tính hết, không tắc nghẽn, không đáp ứng thuốc gì hết, nhưng vẫn hay hỏi bệnh nhân là ông xin hồi nãy ông xin bớt bốn nhát Valium, ông có thấy bớt không, thấy khỏe không, là tại sao? Xong bệnh nhân cũng nói là tôi thấy khỏe thiệt, nhưng mà hô hấp mình không có phạm cái đó, đó là tại vì mình không có khảo sát cái đó, không khảo sát được cái ứ khí nha. Như vậy nếu mà mình muốn khảo sát ứ khí thì mình phải đo cái dưới này, còn mình không có máy đo được dưới này thì mình đo cái dưới này. Như vậy là cái IC và cái hô hấp mình đo được, nhưng mà rất là khó lấy được cái IC, như nó sẽ phải cần mình đo cho nó ra được cái nhịp thở bình thường á. Rồi như vậy là xong cái nhịp thở sống chậm ha. Nhịp sống chậm rất là đơn giản nha, hít thở bình thường xong hít tối đa xong thở ra. Đây là cái nhịp pháp là EVC ha, lấy được cái VC rồi thì đã ra. Rồi tiếp theo là cái nhịp pháp SVC, nhịp pháp thứ hai nha. SVC thì SVC viết tắt của chữ gì mấy máy này không có đưa lên. Đây. Như vậy SVC á là slow vital capacity, có nghĩa là dung tích sống chậm. Còn SVC á là force, force là lực á, gắng sức nha. FVC là gắng sức, như vậy là nghiệm pháp FVC. Thì với cái nghiệm pháp FVC này mình sẽ làm cái gì? Thì mình cũng làm bí thuật hồi nãy, có nghĩa là mình cũng sẽ, nếu mà đúng đó, thì mình sẽ hít thở ba nhịp bình thường. Sau rồi mình cũng hít vào tối đa, nhanh mạnh tối đa. Lúc này nhanh không chậm, rất là nhanh. Sau rồi thổi ra rất nhanh luôn, rất nhanh để tới cuối cùng luôn. Như vậy cái cách thở y hệt như cái hồi nãy, chỉ cái điều là mình làm nhanh mạnh tối đa. Và như vậy nó sẽ có bốn cái bước quan trọng, mà bốn bước mình sẽ còn đánh giá theo gala mới nhất ngày 2020 ha. Như vậy á, cái dạng đồ này mà mình coi lúc mà đo FVC nó là cái gì, nó cũng chính là cái đường này nè nha mọi người, cái đường này nè, nó cầm này lật lại nè. Như vậy là khi bệnh nhân thổi ra hít vào hết sức rồi đó, nó sẽ tới đây rồi á, thì như vậy cái máy của mình nó sẽ lật cái này lại, lúc đó bệnh nhân thổi ra thì như vậy á nó sẽ ra cái đường này, hít vào hết sức ha, sau đó thổi ra. Như vậy cái đường này thật ra bản chất của nó là cái đường này, nhưng mà lật lại không nha, nên cái bình nguyên ở trên cái đường này nó cũng chính là cái bình nguyên ở trên đường kia kìa ha, chỉ là cái đường này mình lật lại thôi ha, mình hiểu cái bản chất của cái đường ha. Đó thì như vậy á mình sẽ coi hai cái dạng đồ trên màn hình, nó sẽ hiện hai cái dạng đồ này, có hai dạng đồ này là đẹp rồi đó, có một số cái máy khác nó không hiện được, còn máy Coco thì chọn rồi đó. Thì như vậy á, bệnh nhân thổi ra phù cái đầu nó chạy 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 như vậy. Xong khi nào nó hít vào, cái bệnh nhân hít vào đi xuống kết thúc. Còn bên này thì á, bệnh nhân thở hít vào xong bắt đầu thổi phù cái ra, xong bắt đầu hít vào rồi xong. Thì bốn cái bước mà mình cần chú ý với cái nhịp pháp FVC này á, thứ nhất là bước 1 là hít vào trước khi thổi ra. Như vậy là bước hít vào này, bước này số 1 nha, bước 1 hít vào hết sức, bước 2 thổi ra, bước này cần thở mạnh nhanh trước mắt, bước 3 là giữ cái hơi mình thật dài,
để tới được Bình Nguyên, chứng tỏ là mình đã thở hết rồi. Thì như vậy ở cái bước 1 là mình nhìn cái dạng đồ này, bước 2 mình nhìn dạng đồ này, bước 3 mình nhìn dạng đồ này, bước 3 là mình thấy được là lên tới được cái Bình Nguyên. Chứ dạng đồ này khó như Bình Nguyên lắm. Tại dạng đồ này á, nếu mà nó đạt Bình Nguyên có nghĩa là cái đường này nó sẽ chạm cái mức 0 này. Còn có một số bệnh nhân mà tắc nghẽn á, mấy ông COPD á, cái đường này nó cứ đi xiên lên ngoài á, thì cái trên này nó sẽ thể hiện là một cái đường tiếp tuyến á, nó cứ đi tiệm cận hoài với cái đường trục không mà nó không cắt. Đó là mấy ông COPD á, đi hoài thổi tới 15 giây nó bắt đầu nó mới đụng vô chút xíu. Cho nên là lúc mà mình nhìn cái kết thúc mà nhìn như này không ra, mình nên nhìn cái này nha. Thì như vậy lúc mà thổi nó hoài tới Bình Nguyên, ok trên này đạt đúng không, rồi hít vào tiếp tục nhìn lên như này được kết thúc. Như vậy là 4 bước ha. Thì bây giờ mình coi là cái dấu sao em đặt ở chỗ nào trong 4 bước này. Dấu sao á, em đặt ở cái bước 1 với bước 3 là hai cái quan trọng nhất trong các cái 4 bước này. Giờ quay lại hỏi tại sao bước 1 quan trọng, tại sao cái bước hít ra này quan trọng. Có một số bệnh viện á, chỉ đo mỗi cái bước thở ra, có nghĩa là bệnh nhân hít vào trước ngầm ống, đo đúng một đường này thôi, xong in ra luôn, kết quả chỉ có một cái đường đi ra thôi. Thật ra hen với COPD thì nó là bệnh lý của đường thở ra mà, cho nên là bệnh lý mình và tất cả các chỉ số mình đo được cũng là bằng cái đường thở ra này. Có nghĩa là chỉ cần dạng đồ đường đi ra này thôi, là chỉ cần cái đường này thôi. Từ hai cái đường này mình đã tính được FV1 rồi, tính được FVC rồi, mình tính được FV1 với FVC, mình tính được FVS 25, mình tính được BF, có nghĩa là chỉ cần hai đường này thôi. Nhưng mà tại sao ở đại học trường mình cần cái đường này, và tại sao trong guideline họ nói rằng là mình cần cái đường này? Tại vì cái đường hít vào trước khi thở ra nó quy định đường thở ra. Tôi hít được 3 lít thì tôi mới thở ra là 3 lít. Giờ tôi hít 2 lít rồi, sao tôi thở ra 3 lít được? Như vậy cái hít vào trước đó phải là bệnh nhân hít tối đa, thì lúc mà thổi ra mới đạt được cái mức tốt nhất của bệnh nhân. Đó lý do tại sao bước 1 là bước quan trọng. Không hít vào từ tối đa rất dễ, trừ khi ông yếu cơ hoành. Mấy ông COPD thường là có thể có cái nhiều cơ hoành đi theo á, còn lại thông thường là họ hít tối đa được nha. Nhưng mà cái mục đích của mình cần đảm bảo là họ hít tới tối đa để cho họ tới được cái tổng dư lượng phổi. Thì như vậy lúc mà thổi ra thì mới đo được đúng cái này. Còn như bệnh nhân của em hít lên đưa tới tối đa, như vậy lúc mà thổi ra nó sẽ yếu hơn, tại vì cái thể tích đó mình lấy được ít hơn. Giống như mình đi bơi, mình hớp không đủ khí, mình bơi tiếp nhanh mệt lắm nha. Nên là mình cần một cái hơi dài, hít vào mạnh thì lúc đó hơi mình dài. Đó, nên là bước 1 là bước quan trọng. Bước 3 quan trọng, tại vì á mình cần một cái kết thúc để chứng tỏ được là ông này thổi hết rồi. Thổi hết rồi. Còn nếu mà bệnh nhân mới đang thổi lưng chừng mấy 3-4 giây gì đó mà mình cho bệnh nhân hít vào rồi, như vậy thì cái FVC nó sẽ thấp hơn thực tế. Bệnh nhân chưa tới được khi cạnh. Thì cái tiêu chuẩn số 3 á, cái guideline mới giờ nó thay đổi rồi. Không biết mấy anh chị nào giờ còn nhớ cái tiêu chuẩn 6 giây không? 6 giây. Giờ 6 giây là quan nha. Không có học 6 giây. Mấy giây? Đúng rồi, guideline ngày xưa là mình sẽ nói là 1 là Bình Nguyên, 2 là 6 giây. Bây giờ không dùng tiêu chuẩn đó nữa nha, bây giờ mình có tiêu chuẩn mới. Đó, giờ nhấn mạnh lại ha. Như vậy á thì mình cần cái bước đầu tiên là hít vào nhanh mạnh tới tối đa để tới được TLC. Bước thứ hai là mình thổi ra thật sự mạnh để đạt được cái đỉnh bếp rất là sắc, dứt khoát. Bước thứ ba là mình tới được một cái kết thúc đạt. Về kết thúc như thế nào là đạt thì ở slide sau. Sau đó bước thứ tư tiếp tục mình hít vào một cái đạt nữa. Như vậy thì mình sẽ so sánh á, cái thể tích hít vào này á là thể tích thở ra, nếu mà nó chênh nhau 100ml á là chưa đạt nha. VC hít vào và so với VC thở ra mà chưa, nếu mà chênh nhau 100ml là chưa đạt. Tiêu chuẩn kết thúc thì mình sẽ có tiếng Anh, mọi người ghi chú tiếng Việt trong slide. Cái này như trong slide có mà đúng không? Chuyện đâu.
tiêu chuẩn kết thúc thì như thế này thì mình gọi là kết thúc được. Như vậy á, đầu tiên á, bạn lên tiêu chuẩn 1 giây bình nguyên ha. Như vậy 1 giây bình nguyên là quan trọng nhất. Bệnh nhân này mà thổi tới bình nguyên chứng tỏ rằng là bệnh nhân này thổi hết rồi, không còn gì hết á. Thì dù một cái người lớn mình thổi 3-4 giây mình đạt bình nguyên cũng đạt rồi nha, không cần phải giữ dài hơn. Em bé thổi 2 giây đạt bình nguyên rồi, ok, kết thúc luôn. Như vậy là bình nguyên là tiêu chuẩn đầu tiên, quan trọng nhất. Bây giờ cái ông này á, ông thổi hoài không được bình nguyên thì sao? Như vậy tiêu chuẩn tiếp theo là 15 giây. Nếu mệt rồi đó. 15. Như vậy cái tiêu chuẩn này thường sẽ gặp trong cái ông CD này. Như vậy là ông thổi tới nữa để có được 15 giây không? Thì tới được 15 giây á, thì mình nghĩ đi. Bây giờ nếu mà cái đường đi lên của mình á, nó cứ lên hoài. Như vậy thì khi mình thổi càng dài á, FVC nó càng cao. Nếu mình kết thúc vào 6 giây thì thu được một cái FVC thấp hơn. Nếu mình cho thổi tới 15 giây nha. Cho nên là một số bệnh nhân á, thì thông viên này mình đo 6 giây á, kết quả không ký với bác sĩ đo mà không tắc nghẽn. Xong thì mình gửi qua một người khác á, họ không làm gì hết trơn, họ chỉ đo dài hơn chút xíu thôi, không vô tắc nghẽn. Tại vì cái mẫu số này á, nó lớn hơn thì phân số nó nhỏ lại. Cho nên hai cái chỉ số tiếp theo của Gansler á, nó sẽ thấp nha. Cho nên là cái chỗ này á, với mấy ông siêu đi á, thì họ khuyến cáo là mình thổi càng dài càng tốt, để mình lấy được cái tắc nghẽn, mình không có bỏ sót nào. Tiếp tục, nếu mà mình nghĩ cái ông này là không có sức mà thổi tới 15 giây đâu, thì bây giờ mình làm cái gì? Thì mình sẽ ngừng ở một cái thời điểm nào đó mà ông này có thể lặp lại được trong những lần sau, là tiêu chuẩn thứ ba. Có nghĩa là bây giờ em cho ông này thổi ở ngừng ở 6 giây, thì ở hai cái test sau mình sẽ cho ngừng ở 6 giây. Và với ba cái lần ngừng 6 giây đó, FVC nó lặp lại được, có nghĩa là chênh nhau không quá nhiều. Thì như vậy đây là một cái kết quả đạt, một cái kết thúc đạt. Hoặc em thấy ông này sức không tới 6 giây, tới 4 giây thôi, mình cho ông kết thúc 4 giây luôn, đồng ý luôn. Thì những lần sau mình chú ý là mình ngừng ở 4 giây thôi, và FVC nó không chênh nhau nhiều. Như vậy á, cái tiêu chuẩn mới này thật ra nó thoáng hơn cái tiêu chuẩn cũ, nó không có gò bó mình. Miễn sao á, nó nói là mình đánh giá được hết cái sức của bệnh nhân và nó có tính đáp lại nha. Như vậy đầu tiên vẫn là 1 giây bình nguyên, 1 giây đạt rồi xong là được luôn. Nếu mà 1 giây không đạt mà mình nghĩ ông này là có thể thổi được 15 giây thì mình cho ông cố gắng thổi hoài. Có rất nhiều người làm được, mấy ông CBD thổi được rồi đó, thì tới 15 giây. Nhưng mà nếu mà mình không có thời gian hoặc là mình không nghĩ bệnh nhân đủ sức để làm 3 lần như vậy á, thì mình cho bệnh nhân ngừng ở 1 cái giây mà mình đồng ý. Có kỹ thuật viên họ cho ngừng 4 giây, 5 giây được. Có kỹ thuật viên họ cho ngừng tới 10 giây hoặc 8 giây. Nhưng mà ở những cái lần sau á, mình phải đo được đúng cái thời gian đó. Và mình kết thúc làm sao để cái FVC mà thu được sau 3 cái test á, nó chênh lệch nhau không nhiều. Thì như vậy là nó gọi là kết thúc đạt. Ha, có 3 cái tiêu chuẩn theo thứ tự dần dần như vậy nha. Còn nếu mà ông không phải là 3 cái luôn thì như vậy là kết thúc không đạt. Mọi người hiểu cái này không? Rồi, được nha. Như vậy thì tiêu chuẩn mới nó sẽ thoáng hơn cái cũ. Cái cũ nó gò bó mình, 1 là 1 giây, 2 là 6 giây ha. Rồi như vậy á, thì với cái nghiệm thấy FVC á, thì FVC mình thu được như thế nào? Thì khi bệnh nhân thổi ra full hoài luôn, thì như vậy ngay chỗ này đạt được 1 giây bình nguyên nè ha. Thì cái chỗ 1 giây bình nguyên đó mình giảm xuống, như vậy cái khoảng này là FVC. Cái thể tích lớn nhất mình thu được là FVC ha. Còn trên cái dạng đồ này á, thì lúc mà bệnh nhân thở ra xong hít vào, ha, đoạn thở ra, chỗ này hít vào xong đoạn thở ra, thì như vậy cái khoảng xa nhất này mình thu được á, này là FVC ha, FVC nha. Thì thông thường á, để đạt bình nguyên này á, thì người lớn của mình là khoảng 46 giây. Nhưng đó lý do tại sao cái guideline cũ đưa cái số 6 vô, là tại vì thông thường người bình thường của mình khoảng 6 giây là mình thổi được hết này. Tuy nhiên á, trẻ em á thì khoảng 4 giây là đã đạt bình nguyên rồi. Cho nên là thường mấy bé chỉ thổi 2-3 giây là đạt bình nguyên rồi. Còn ở cái người tắc nghẽn thì thổi hoài cũng chưa thấy bình nguyên nữa. Và còn cái FV1 á, thì tính sao? Thì FV1 đó là thể tích thở ra trong giây đầu tiên. Cho nên là trên cái dạng đồ này á, thì mình sẽ lấy 1 giây giảm lên. Thì
thì như vậy cái này là thành tích trong giai đầu tiên ha. Này là giai đầu tiên. Và có cái lộ kỹ thuật mà hay nói về hôn khí đó là ho giai đầu tiên. Thì như vậy trong giai đầu tiên là ở đâu trên dạng đồ này thì thường mình sẽ lấy cái đoạn FV1 này dẫm lên trên này. Thì như vậy giai đầu tiên nó chạy từ đây tới đây này. Nhiều người cứ hiểu sai á, cái đỉnh đây là giai đầu tiên. Không phải. Cái đỉnh này không phải giai đầu tiên. Giai đầu tiên thông thường một người bình thường của mình á, trong một giây thì thổi được 70% cái phổi. Có nghĩa là một giây đầu tiên cái này nó chạy tới đây rồi. 70% khí của phổi ra hết rồi. Còn bắt đầu giây 2, giây 3, giây 4, giây 5, giây 6 đi cục xíu như thế này. Nha. Nói để mọi người chú ý như vậy á là giây đầu tiên là đi hết lên luôn nè. Nha. Giờ nếu một cái dạng đồ mà nó ho hay gì đó ngay chỗ này này kia á, nó là giây đầu tiên á. Nha. Và ho như giai đầu tiên như vậy thì nó sẽ ảnh hưởng tới FV1 rất là nhiều. Tại vì nó ho ngay khúc này mà. Như vậy thì cái thành tích FV1 mình thu được nó bị sai. Đó. Và nó cũng ảnh hưởng tới cái FVC luôn. Nhưng thường ho như đầu tiên đó là cái lỗi nghiêm trọng mà mình không, mình phải bỏ học mình đo lại. Nha. BF thì là cái đỉnh ha. Như vậy BF là cái đỉnh này. Thì nếu mà mình hỏi một bệnh nhân mà lên dứt khoát giác sắc và đạt cái đỉnh như vậy là mình thu được một cái BF tin cậy. Còn nếu bệnh nhân thổi yếu, ngập ngừng, không đạt cái đỉnh BF như vậy thì cái BF mình nó sẽ bị thấp dạ. Như vậy cái đỉnh, cái giá trị BF nó sẽ theo cái hình cái đỉnh này. Và cái này á là hoàn toàn phụ thuộc vào mấy anh chị với bệnh nhân luôn á. Tại vì thật ra bọn em khi bọn em đọc một kết quả mà lúc mình cầm tờ giấy á, nếu bọn em thấy cái đỉnh này nó không có đạt á thì nó có nhiều khả năng lắm, có thể là bệnh nhân họ hợp tác kém, họ thổi không ra thiệt. Nhưng mà có những cái bệnh nhân yếu cơ họ thổi không ra thiệt. Có nghĩa là những bệnh nhân yếu cơ thì thường nó sẽ đi một cái đường cong như thế này, là 6 thì là 6 đường cong rồi đó. Cho nên là nhiều khi nhìn cái đó mình cũng không biết được là bệnh nhân họ họ đã hợp tác hết sức vô. Cái này thường là phải mấy anh chị khuyến khích họ thôi nha. Một chỉ số nữa là FBS2515. FBS2515 viết tắt của cái forced expiratory flow, lưu lượng thở ra gắng sức ở khoảng giữa với FVC, 25 và 75% FVC. Có nghĩa là ví dụ FVC của mình là khúc này đúng không? Thì như vậy 25% đầu FVC, 75% FVC mình chia làm 4 ha. Thì như vậy cái đoạn lưu lượng mà nó chạy giữa 25 với 75% nó gọi là FBS2515. Và người ta thấy rằng là cái đoạn này nó đại diện cho cái đường dẫn khí nhỏ. Có nghĩa là khi mà mình thổi ra thì đường dẫn khí lớn khí ra trước nè ha. Như vậy là khí mũi miệng bắt đầu khí quản ra, tới quản nó ra, tới những cái đường dẫn khí nhỏ ra. Thì như vậy họ thấy cái đoạn mà cái đoạn PF của mình là nó đại diện cho đường dẫn khí lớn này ra trước ha. Xong rồi bắt đầu cái đường dẫn khí nhỏ ra nè. Như vậy cái chỗ này là đại diện đường khí nhỏ này. Thì như vậy cái đoạn này á, nó sẽ giảm sớm trên những cái đường tắc nghẽn. Dù tắc nghẽn thì nó tắc nghẽn nhỏ nhỏ xuất hiện trước rồi đó. Nên là mấy người hút thuốc lá á, thì cái đoạn này nó lỏng trước này. Mấy ông CBD á, mà giai đoạn sớm á, mình đo hốp ký á, bếp nó còn đẹp, FV1 nó đẹp, nhưng mà cái chỗ này nó sẽ lỏng xuống. Nên mình thấy nó dạng là nó lỏng xuống giống vậy. Đó là dấu hiệu sớm nhất. Và FV2515 nó sẽ dạng 60% dự đoán hoặc là dưới LN thì là mình sẽ coi nó là dạng. Nhưng mà giá trị của nó thì nó hơi dao động nhiều, nên là mình cũng hơ giá trị nó trên lâm sàng thì nó cũng không có, nó còn hạn chế, không có được dùng phổ biến. Cái chỉ số mà tin cậy nhất trên hô khí của mình đó là FV1 tiêu chuẩn, là chỉ số tin cậy nhất luôn á. Tại vì thường cái lực ở trong giây đầu tiên là thổi dễ, còn ví dụ giữ hơi dài rất là khó. Nên là trong tất cả các chỉ số này giờ thì FV1 là tin cậy nhất. Rồi như vậy là xong cái nghiệm pháp FVC ha. Nghiệm pháp thứ hai nha, nghiệm pháp thứ nhất, nghiệm pháp thứ hai, nghiệm pháp thứ ba là cái MVV. Như vậy MVV đó làm sao? MVV thì là cái tên của MVV á, là tên tiếng Anh của nó là cái MVV có nghĩa là thông khí tự ý tối đa. Thông khí tự ý. Maximal voluntary ventilation. Dạ, giải thích từng từ một. Thông khí có nghĩa là hít thở ha, tự ý
có nghĩa là bệnh nhân tự điều khiển cái nhịp thở đó, không phải bơm điều khiển, bệnh nhân tự thở theo cái kiểu thở của bệnh nhân tối đa, có nghĩa là mình thu được cái giá trị lớn nhất. Như vậy là cái cách đo làm sao để cho bệnh nhân có thể tự thở nhanh sâu gì đó tùy ý để mình thu được một cái thành tích lớn nhất trong vòng 1 phút, đơn vị của mình là trên phút, đích trên phút nha. Thì như vậy cách thở sao, thì bây giờ nếu mà mình nghĩ rằng là mình cứ nghĩ đi, mình muốn mà thu được một cái thành tích lớn nhất thì mình sẽ thở thở hồng hộc á, thở giống như thở hổn hển á, đúng không? Thì nhưng mà nó sẽ có nhiều kiểu, có thể thở thở nông nhanh, nhanh nông, đúng không? Hay là thở chậm sâu. Cách nào mà thu được nhiều khí hơn mình có biết không? Khó nói, không biết được, không biết được, đúng không? Cho nên là tùy bệnh nhân họ sẽ có cái kiểu thở nào đó để họ thu được cái cách lớn nhất. Nhưng mà cái quy định MVP của mình đó là mình sẽ có cái khoảng tần số. Như vậy khoảng tần số là khoảng 70-120. Trong khoảng này là đây. Chứ mình 1 phút thì có 60 giây, như vậy là phải thở nhanh hơn 1 giây đó, mới trên 75 nha. Là cũng là thở hổn hển đó. Nhưng mà cái tần số thở nhanh hay nông thì tùy. Một bệnh nhân có thể thở 120 lần nhưng mà thở nông, họ vẫn thu được số lớn. Còn người thở 70 lần mà thở sâu cũng thu được số lớn. Do đó thì mình cứ chỉ họ cách thở hổn hển, sau đó mình đánh giá lần đầu tiên họ coi được họ đạt được cái tần số bao nhiêu, để coi cái MVP bao nhiêu. Sau đó mình sẽ khuyến khích họ thở mạnh hơn, tốt hơn. Thường thì em thấy cái này thì những cái bạn mà kiểu viên mới vào và đo MVP thường là sẽ thu được cái chỉ số nó hơi thấp. Còn những kiểu viên làm nghề họ thu được chỉ số tốt lắm nha. Yeah. Bất thường thì là dưới 50. MVP thì 50 là cái ngưỡng mà mình sẽ đọc để phân tích là có nguy cơ phẫu thuật á. Như vậy MVP mà nếu mà dưới 50% thì nó có nguy cơ phẫu thuật, nó tăng cái biến chứng phẫu thuật. Và thật ra cái số của mình đó là lít trên phút, nhưng mà mình không thể nào bắt bệnh nhân thở hổn hển phút được, không ai duy trì được thở hổn hển tới 1 phút đâu. Do đó thì mình sẽ ngắt nhỏ ra, như vậy mình sẽ cho bệnh nhân thường là thở hổn hển khoảng 30 giây, rồi mình nhân 4 lên. Và như vậy á, thì tại vì cái thở hổn hển này á, nó đánh giá được cái việc mà mình huy động cái tần số thở này, mình huy động cái TV này, và mình huy động cái sức cơ theo thời gian. Do đó thì ngoài cái việc mà mình đánh giá cái thông khí, dù mấy bệnh nhân tắc nghẽn thì TV lấy không được nhiều, ứ khí lại gì đó. Rồi mấy bệnh nhân nhược cơ á, thì là cái càng về sau cơ nó yếu dần yếu dần yếu dần. Như vậy thì cái MVP nó đánh giá không chỉ thông khí mà cả sức cơ hô hấp nữa, à, sức cơ hô hấp và cả thần kinh luôn. Do đó thì mình mới dùng MVP để mình đánh giá phẫu thuật. Như vậy á, mình đánh giá nhiều. Này nâng cao rồi, không biết đó. Rồi, như vậy thì là xong 3 cái test ha. Rồi sau đó mình sẽ coi lại coi ca này có chỉ định giãn phế quản hay không. Thì nếu giãn phế quản thì mình sẽ phun luôn 4 nhát Ventolin qua bùn đệm, hay là chọn á, qua bùn đệm. Và nếu mình dùng bùn đệm á thì là họ chỉ yêu cầu mình một nhịp thở thôi, có nghĩa là mình bóp một nhát vô, bệnh nhân ngậm ống hít một hơi duy nhất, chậm sâu, rồi nín thở 10 giây, sau đó tụi mình bóp vào bùn đệm một hơi nha. Cái bùn đệm nó có hai cách sử dụng, cách nhiều nhịp, có nghĩa là ví dụ mấy bé hoặc người lớn, khi mình bóp vô đây xong bắt đầu mình ngậm ống 10 lần TV thì cũng được, hoặc là mình ngậm bùn đệm mình hít một hơi cũng được. Nhưng mà với cái tế nhiệm phế quản thì các cái gala họ nói là mình dùng bùn đệm một hơi thôi. Còn trên thực tế của mình thì mình dùng Ventolin thẳng qua miệng một hơi nha, bóp một cái, mình thở 10 giây, 4 lần như vậy. Cái hai nhát thì mình dùng khi nào, thì có một số người á, nếu mà mình xịt 4 nhát á thì mình sẽ thấy họ bị run ha, hoặc là nhịp tim nó nhanh quá, thì như vậy mình có thể dùng hai nhát được. Nhưng mà lúc đó thì cái phần ghi chú nó sẽ ghi chú là bệnh nhân được dùng hai nhát Ventolin thôi nha. Và thời gian đợi thì là khoảng 15 phút. Có nhiều bạn hỏi là bây giờ đo sau 15 phút thì bệnh nhân thổi hoài mà mấy lần nó không đạt, tới 3 cái lần cuối mới đạt, mà 3 lần cuối nó cách tới 25 phút ví dụ gì đó. Như vậy có được không? Thật ra là vẫn được. Tại vì sau 15 phút thì
có thể tới 40-60 phút sau á, cái hiệu quả giảm phế quản nó vẫn còn. Tại mình biết cái Ventolin này nó là tới 6 giờ rồi mà. Cho nên á là sau